Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh này hiện có hơn 37.970 ha rừng bị khô hạn, có khả năng xảy ra cháy trong mùa khô 2023-2024. Trong đó, diện tích rừng ở cấp cháy nguy hiểm cấp độ 4 gần 8.000 hectare và ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm cấp độ 5 hơn 26.650 hectare. Diện tích rừng bị khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy cao tập trung ở vườn quốc gia U Minh Hạ, khu vực công ty lâm nghiệp U Minh Hạ, sở chỉ huy thời chiến, hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai quản lý. Địa bàn các xã có rừng thuộc hai quyện U Minh và Trần Văn Thời. Đáng lo ngại nắng nóng gây gắt kéo dài từ đầu tháng 4 đến nay đã làm gia tăng nhanh diện tích rừng của tỉnh Cà Mau ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn rình rập. Trong khi đó, nguồn nước dự trữ ở nhiều kênh mương phục vụ chữa cháy rừng đã bị khô cạn.